Hi guys, Miss Cathy mến chào các em. Trong video bài học hôm nay, cô trò chúng ta cùng thực hành bài ôn số 1, Review 1. Trong tiết học này, các em sẽ thực hành để ôn lại một số cấu trúc. Cấu trúc thứ nhất, chào hỏi và giới thiệu tên. Thì chúng ta sẽ có hai cách chào, Hi và Hello. Để giới thiệu tên thì các em có thể nói là I am cộng với tên của mình, hoặc là khi viết tắt thì chúng ta sẽ đọc là am cộng với tên của mình. Chúng ta có câu hỏi What's your name? Tên bạn là gì? Và đối với câu hỏi này chúng ta sẽ trả lời là My name's cộng với tên của mình. Cấu trúc thứ hai mà chúng ta sẽ ôn lại trong bài này là hỏi và trả lời về tuổi. How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi? Câu trả lời am cộng với số tuổi và từ years old. Ví dụ, tôi 9 tuổi, các em sẽ nói là I'm 9 years old. Thứ ba chúng ta sẽ ôn lại là câu mệnh lệnh. Thì câu mệnh lệnh sẽ bắt đầu bằng động từ nguyên mẫu. Ví dụ, touch your face, chạm vào khuôn mặt của bạn. Hoặc là touch your nose, chạm vào mũi của bạn. Touch your ears, chạm vào đôi tai của bạn. Hoặc câu open your eyes, hãy mở đôi mắt. Hoặc là open your mouth, hãy mở miệng. Cấu trúc thứ tư mà chúng ta ôn lại là hỏi và trả lời về sở thích. What's your hobby? Sở thích của bạn là gì? It's swimming, đó là bơi lội. I like swimming, tôi thích bơi lội. Như vậy đối với câu hỏi này thì chúng ta sẽ có hai cách trả lời mà các em đã học. Cách thứ nhất là chúng ta dùng is cộng với một động từ thêm đuôi ing. Cách thứ hai là các em dùng I like cộng với động từ thêm đuôi ing. Một số động từ thêm đuôi ing mà chúng ta đã học dùng để nói về sở thích của mình như sau. Singing, ca hát. Dancing, múa hay là khiêu vũ. Drawing, vẽ. Cooking, nấu ăn. Painting, vẽ. Walking, đi bộ hay là đi dạo. Running, chạy. Cấu trúc thứ 5 mà chúng ta sẽ ôn lại trong bài này là hỏi và trả lời đây là gì. What's this? Đây là gì? It's a hand, đó là một bàn tay. It's an eye, đó là một con mắt. Như vậy câu trả lời của chúng ta sẽ bắt đầu bằng is, sau đó là mạo từ a hoặc là an cộng với một danh từ số ít. Các danh từ thông thường thì chúng ta sẽ dùng mạo từ a có nghĩa là một. Và các danh từ mà phần phiên âm bắt đầu bằng một trong năm nguyên âm ngắn thì chúng ta sẽ thay a bằng từ an. Ví dụ như an eye. Cấu trúc thứ 6 mà chúng ta sẽ ôn lại trong bài này là câu hỏi và câu trả lời How are you? Bạn khỏe không? Cách trả lời là I'm fine, thank you. Hoặc là fine, thanks. Và trong phần này thì các dạng bài tập mà chúng ta sẽ thực hành để rèn luyện kỹ năng đó là nghe và đánh dấu, nghe và đánh số thứ tự, đọc và nối, đọc và hoàn thành vào chỗ trống, hỏi và trả lời câu hỏi. Bây giờ cô trò chúng ta cùng làm từng phần của bài học nhé. 1. Listen and tick. Yêu cầu của phần 1 là nghe và đánh dấu. Như vậy trong phần này các em sẽ có 5 câu và mỗi câu chúng ta sẽ có hai bức tranh A, B. Các em sẽ nghe xem máy đọc về tranh nào, chúng ta sẽ đánh dấu vào ô tương ứng của bức tranh đó nhé. Và đối với dạng bài tập này thì để nghe và đánh dấu được tốt, chúng ta hãy quan sát kỹ các bức tranh trước khi nghe. Ví dụ như ở phần 1 thì các em có thể nhìn thấy trong tranh các bạn ấy chào nhau. Và chúng ta hãy nhớ về tên của các nhân vật trong hai bức tranh này để chúng ta có thể đoán và đánh dấu được dễ hơn các em nhé. Ở tranh số 2 chúng ta cũng nhìn thấy các nhân vật rất quen thuộc, tuy nhiên chúng ta có thể nhìn thấy bánh sinh nhật. Và các em có thể đoán trước được ở đây chúng ta sẽ nghe thấy câu hỏi và câu trả lời về tuổi mà cô vừa nhắc với chúng ta ở phần đầu bài. Trong phần thứ 3 thì các em có thể thấy được là hai bạn này đang chỉ vào một người thứ 3 và hỏi. Có lẽ bạn ấy sẽ hỏi xem đây là ai và một bạn thì giới thiệu về người bạn của mình. Ở bức tranh thứ 4 các em cũng có thể thấy hai người đang nói chuyện với nhau, hoặc là ở tranh B thì thấy hai bạn đang nói chuyện và hỏi về người thứ 3. Ở bức tranh số 5 thì các em thấy là ba bạn đang nói chuyện với nhau và có lẽ là bạn này giới thiệu với bạn kia về người bạn của mình.
Bây giờ, các em hãy quan sát vào bài, nghe và đánh dấu nhé. 1. Hi, I'm Nam. Hello, Nam. I'm Linda. Nice to meet you, Linda. Nice to meet you, too. Như vậy, trong phần 1, chúng ta nghe thấy Hi, I'm Nam. Xin chào, tôi là Nam. Hello, Nam. I'm Linda. Chào Nam, mình là Linda. Nice to meet you, Linda. Nice to meet you, too. Rất vui được gặp bạn nhé, Linda. Mình cũng rất vui được gặp bạn. Như vậy, trong phần 1 này, các em có thể thấy được là Nam và Linda chào và giới thiệu tên. Cho nên, ở phần 1, chúng ta có thể chọn được cho cô là bức tranh B. Bởi vì bức tranh B là bạn Nam và bạn Linda. Chúng ta sẽ nghe câu 2 nhé. 2. What's your name? My name's Peter. How old are you? I'm 7. Và trong phần 2 các em nghe được What's your name? My name's Peter. How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi? I'm 7. Tôi 7 tuổi. Như vậy thì chúng ta sẽ dựa vào cái hình của chiếc bánh sinh nhật. Chúng ta xem là 7 tuổi là ở bức tranh nào. Và dĩ nhiên chúng ta có thể chọn được đó chính là bức tranh A. Các em sẽ đánh dấu vào ô này. Câu số 3. 3. Who's that? It's my friend Peter. How old is he? He is 7 years old. Và như vậy ở phần 3, các em có thể thấy là bạn Mai và bạn Nam hỏi và trả lời với nhau. Who's that? Đó là ai? It's my friend Peter. Đó là bạn của tôi Peter. Bạn ấy bao nhiêu tuổi? He is 7 years old. Bạn ấy 7 tuổi. Và như vậy trong hai bức tranh chúng ta có thể nhìn thấy bạn Peter có trong bức tranh A. Cho nên ở câu 3 các em sẽ chọn cho cô tranh này nhé. A và chúng ta đánh dấu vào đây. 4. Who's that? It's my friend Tony. Và ở câu 4 chúng ta có thể nghe được là Who's that? Đó là ai? It's my friend Tony. Mary và Nam hỏi và trả lời với nhau như vậy. Như vậy thì hai bạn hỏi và trả lời với nhau về một người thứ ba thì đương nhiên trong phần 4 chúng ta phải chọn là bức tranh B mới có ba người đúng không các em? Và ở đây chính là bạn Mary, bạn Nam và bạn Tony. Chúng ta sẽ đánh dấu vào ô này các em nhé. Qua phần số 5. 5. My, this is my friend Linda. Nice to meet you. I'm Mai. Nice to meet you too. Và như vậy ở phần 5 thì các em có thể nghe thấy là Nam và Mai đang giới thiệu về bạn của mình là bạn Linda. Mai, this is my friend Linda. Mai này, đây là người bạn của tôi, Linda. Và bạn Mai nói, nice to meet you, I'm Mai. Rất vui được gặp bạn, tôi là Mai. Và sau đó thì Linda nói là, nice to meet you too. Mình cũng rất vui được gặp bạn. Như vậy, để trong bức tranh mà chúng ta nhìn thấy bạn Linda thì phải là bức tranh B, đúng không các em? Cho nên chúng ta sẽ chọn và đánh dấu vào tranh B các bạn nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ chuyển qua phần tiếp theo. 2. Listen and number. Yêu cầu của phần 2, nghe và đánh số thứ tự. Chúng ta có 4 bức tranh, các em sẽ nghe xem máy đọc về tranh nào trước, chúng ta sẽ đánh số 1. Tiếp theo là số 2, số 3 và 4 các bạn nhé. Và đối với dạng bài tập này, chúng ta cũng cần xem kỹ các bức tranh trước giúp cho việc nghe được dễ dàng hơn. Ví dụ như ở bức tranh đầu tiên, bức tranh A, thì các em có thể nhìn thấy đây là bạn Tony và bạn Mai. Ở bức tranh B, thì chúng ta có thể thấy được đây là Nam và Mary. Và nhìn vào bức tranh này thì chúng ta có thể đoán được là bạn ấy đánh vần tên của mình bởi vì có viết các chữ cái và những cái dấu gạch ngang như thế này. Ở bức tranh C thì các em có thể nhìn thấy bạn Phong và bạn Peter. Đồng thời chúng ta nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật. Như vậy thì các em sẽ nhớ về câu hỏi và câu trả lời về tuổi có thể sẽ xuất hiện trong phần này. Và ở tranh D thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là bạn Mai và bạn Nam.
Và Mai và Nam thì đang hỏi và trả lời với nhau về một người thứ ba. Và nhìn vào đây chúng ta cũng có thể biết được đây là bạn Linda. Bây giờ các em hãy quan sát vào tranh, nghe và đánh số thứ tự nhé. 1. How old are you, Peter? I'm 7 years old. Và như vậy ở bài đối thoại 1 chúng ta nghe được là How old are you, Peter? Bạn bao nhiêu tuổi vậy, Peter? I'm 7 years old. Tôi 7 tuổi. Như vậy thì Phong và Peter hỏi và trả lời với nhau về tuổi thì chúng ta sẽ phải chọn là bức tranh C, đúng không các em? Cho nên ở đây chúng ta sẽ đánh số 1 vào bức tranh C. 2. What's your name? My name's Mary. How do you spell Mary? That's M A R Y. Và như vậy ở bài vừa rồi, bài đối thoại số 2 thì chúng ta nghe được What's your name? Tên bạn là gì? My name's Mary. Tên tôi là Mary. How do you spell Mary? Bạn có thể đánh vần chữ Mary không? That's M-A-R-Y. Và chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó chính là bức tranh B, đúng không nào? Các em sẽ đánh số 2 vào đây nhé. 3. Who's that? It's my friend Linda. Ở trong bài đối thoại số 3, chúng ta nghe được là Who's that? Đó là ai? It's my friend Linda. Đó là bạn của tôi, Linda. Như vậy thì trong bức tranh nào? À, chính là bức tranh D, đúng không? Chúng ta nhìn thấy Mai và Nam đang hỏi và trả lời về người bạn Linda. Chúng ta sẽ đánh số 3 vào đây, các em nhé. 4. Hello, Mai. How are you? Hi, Tony. I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thanks. Và như vậy ở bài đối thoại số 4, chúng ta nghe được là Hello, Mai. How are you? Chào Mai, bạn khỏe không? Hi, Tony. Chào Tony. I'm fine, thank you. And you? Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao? I'm fine, thanks. Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Và như vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy Tony và Mai là trong bức tranh A. Cho nên các em sẽ chọn bức tranh A là số 4. Chúng ta sẽ đánh số 4 vào đây. 3. Read and complete. Yêu cầu của phần số 3 là chúng ta sẽ đọc và hoàn thành. Các em sẽ đọc đoạn văn ngắn và lấy những từ cho trước này để hoàn thành vào chỗ trống sao cho hợp lý. Các em có các từ là nine, hello, friends, name. Ở vị trí số 1, chúng ta sẽ điền một từ và sau đó là câu giới thiệu. My is Nam. Tên của tôi là Nam. Cho nên ở phần đầu tiên này chắc chắn sẽ là một câu chào. Các em sẽ điền cho cô từ hello. Và để giới thiệu tên, chúng ta sẽ có My name is Nam. Cho nên ở số 2, các em sẽ điền từ name. I'm 8 years old. Tôi 8 tuổi. These are my Peter and Linda. Đây là những người bạn của tôi, Peter và Linda. Cho nên ở vị trí số 3, các em sẽ điền danh từ friends, danh từ số nhiều. Peter is 7 years old. Peter 7 tuổi. And Linda is, và Linda thì chắc chắn là ở số 4 này sẽ là một cái số tuổi. Các em sẽ điền cho cô từ 9. And Linda is 9. Và Linda 9 tuổi. 4. Read and match. Yêu cầu của phần số 4, đọc và nối. Chúng ta sẽ đọc các câu từ 1 đến 5 và nối với các câu từ A đến E sao cho hợp lý. Ở câu A, các em thấy đây là cách đánh vần của tên. Ở câu B, my name's Tony. Tên của tôi là Tony. C, yes, they are. D, I'm 8. Đây là câu trả lời về tuổi. E, hi, Peter. Chào Peter. 1. Hello Nam. Ở câu số 1 là xin chào Nam. Như vậy thì ở cột bên này chúng ta sẽ ghép với một câu chào nữa cho hợp lý. Và như vậy các em có thể chọn là Hi Peter. Chào Peter.
chúng ta sẽ ghép với câu y các bạn nhé. Number 2, câu số 2. How old are you, Mary? Bạn bao nhiêu tuổi hả, Mary? Chúng ta sẽ tìm một câu trả lời về tuổi. Như vậy, các em có thể chọn là câu D. I'm 8. Câu số 3. What's your name? Tên bạn là gì? Và câu trả lời tên thì đó chính là câu B. Chúng ta sẽ chọn My name's Tony. Tên của tôi là Tony. Câu số 4. How do you spell your name? Bạn đánh vần tên của bạn như thế nào? Chúng ta sẽ chọn câu A. Bạn ấy đánh vần tên là L-I-N-D-A. Và câu số 5. Are Peter and Mary your friends? Peter và Mary là những người bạn của bạn phải không? Đối với câu hỏi này, các em sẽ chọn câu trả lời Yes, they are. 5. Look and say. Yêu cầu của phần số 5, nhìn và nói. Ở đây các em sẽ nhìn vào cái bức tranh, chúng ta dựa vào các từ cho trước và thực hành nói. A. Ở bức tranh A, các em có thể thấy các bạn ấy chào nhau và chúng ta có thể sử dụng các cách chào trong tiếng Anh là hello hoặc là hi. Như vậy câu này có thể nói hello my hoặc là hi my. Bạn bên đây cũng vậy, chúng ta cũng có thể dùng một trong hai cách chào này. Ở bức tranh B thì các em thấy có một câu hỏi và câu trả lời là I'm fine, thanks. Như vậy câu hỏi chắc chắn phải là how are you? Chúng ta có từ Tony. How are you, Tony? Bạn khỏe không, Tony? I'm fine, thanks. Sau đó chúng ta có thể thêm là and you, còn bạn thì sao? Và để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta có thể nói là fine hoặc là I'm fine, thank you đều được các bạn nhé. Còn ở bức tranh C thì chúng ta có thể nhìn thấy một câu hỏi và câu trả lời có 8 years old là câu trả lời về tuổi. Như vậy câu hỏi về tuổi sẽ là How old are you, Tony? Bạn bao nhiêu tuổi, Tony? Và câu trả lời chúng ta sẽ thiếu phần đầu là I am hoặc là I'm 8 years old, tôi 8 tuổi. Còn ở bức tranh D thì các em có thể thấy đây là một câu hỏi yes, no. Họ là những người bạn của bạn phải không? Thì chúng ta sẽ có chủ ngữ ở đây là they. Are they friends? Và câu trả lời yes, they are. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong bài học ngày hôm nay Review 1, bài ôn số 1. Qua bài ôn này, các em nhớ ôn tập lại một số cấu trúc câu hỏi, câu trả lời và các từ vựng mà cô đã hướng dẫn ở phần đầu bài, cũng như chúng ta đã làm trong 5 phần vừa rồi các em nhé. Tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong video bài học tiếp theo.